Thực hiện công điện số 1284 ngày 1 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng triển khai đến tất cả các địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện chủ trương này. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, 100% doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã triển khai lắp đặt hệ thống thiết bị kết nối dữ liệu tự động từ trụ bơm đến máy tính tiền và truyền dữ liệu đến cơ quan thuế để thực hiện việc lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng theo đúng quy định. Mặt khác, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các văn bản liên quan khác về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã triển khai và thực hiện có hiệu quả chủ trương này. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, tỷ lệ thực hiện hóa đơn điện tử kết nối từ máy tính tiền đạt 162% nhiệm vụ giai đoạn 1 do Tổng cục Thuế giao.